Video này chúng ta sẽ tiếp tục khảo sát cái OCD, test OCD. Thì hôm trước chúng ta đã biết cách xuất ký tự, ký số ra màn hình LCD rồi. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ tạo ký tự mới cho LCD. Thì đây là cái bảng phông chữ mà cái màn hình LCD nó hỗ trợ cho chúng ta. Bây giờ mình muốn xuất một cái ký tự nào đó mà nó chưa được tạo phông chữ sẵn thì mình sẽ làm như thế nào? Thì trong cái LCD nó, trong cái bảng phông chữ của nó có một số vị trí còn trống. Đó, các vị trí đó gọi là seogram để chúng ta lưu cái phông chữ của cái ký tự mới, phải không? Đó, các bạn thấy các bài từ seogram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ở đây nè. Nó cho phép chúng ta tạo mới phông chữ cho khoảng 8 ký tự. Bây giờ chúng ta thử tạo mới ký tự trên LCD. Thì cái rosette, để tiết kiệm thời gian, mình đã tạo sẵn cái rosette rồi. Có sẵn khai báo kết nối với LCD. Giống như hôm trước, muốn sử dụng LCD phải khai báo kết nối. Và có sẵn cái khởi tạo LCD luôn. Còn cái này là mạch mô phỏng. Thì để tạo ký tự mới, cái phần mềm MIRC nó hỗ trợ cho chúng ta một cái công cụ, đó là LCD Custom Character. Bây giờ mình sẽ tạo mới một cái ký tự ha. Chọn cái Leon xóa hết đi. Mình tạo ký tự mới của mình là một cái hình chữ nhật rỗng như thế này, rỗng ở phía trong. Và cái hình chữ nhật này nó có kích thước phông chữ là 5 x 7 cộng với làm cái slide là một cái hàng để hiển thị con trỏ chấp tắt ở dưới đó. Rồi mình muốn đặt cái ký tự này vào vị trí thứ không, vị trí đầu tiên ở trong cái cgram này, đặt ngay tại vị trí này, cái ô này. Thì bạn chọn cgram address char, chọn chọn là không. Nhấn vào nút Generator Code thì Microsoft nó sẽ tạo cho chúng ta một cái đoạn code sẵn. Chúng ta copy to clipboard, đóng cái cửa sổ này lại. Chúng ta dán dán code ra. Nó tạo sẵn cho chúng ta một cái hàm để xuất ký tự ra luôn. Ví dụ ở đây mình xuất ký tự. Mình sẽ xuất ký tự là tại hàng 1 cộng 1. Xuất cái ký tự hình cái ô chữ hình chữ nhật rộng ra tại vị trí hàng 1 cộng 1. Mình chạy chương trình thử. Bây giờ nó xuất hiện ra cái ký tự mới của chúng ta. Bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái ký tự nữa. Tôn LCD Custom Character, mà mình tạo một cái hình chữ nhật được lắp đầy như thế này. Rồi, vị trí mình chọn vị trí thứ một. Generator code. Mình copy cái code này vào clipboard, mình dán ra. Thì nó bị trùng với lại cái đoạn code phía trên ha. Mình sửa đổi lại một xíu, character này mình đặt là character 2. Cái hàm này mình đặt là custom character 2. Ở đây sửa lại character 2. Ở đây mình gọi
tâm cha. 2. Xúc ra tại vị trí dòng thứ nhất, cột thứ hai. Rồi mình biên dịch chương trình thử. Chạy chương trình à, nó xuất ra hai cái từ, một ô hình chữ nhật rộng, một ô hình chữ nhật được lắp đây. Bây giờ mình thấy nếu mà mình tạo 8 cái từ mới thì mình phải đặt ra 8 cái hàm như thế này thì nó rắc rối à. Bây giờ mình sẽ sửa lại, mình sẽ sửa lại một xíu à, cái hàm cái tâm trả tờ này mình sẽ sửa lại. À, đầu tiên mình phân tích các bạn, cho các bạn biết cái chức, các lệnh của cái hàm của tâm trả tờ này đã. Đầu tiên là cái LCD comment 64 này là cái gì à, dưới đây nó khác, khác chỉ có một chút xíu là LCD xem D 72 thôi. Thì các bạn xem cái tập lệnh của LCD, cái đó là gửi lệnh cho LCD. Lệnh 64 sẽ à, sẽ có cái bit thứ 6 là bằng 1 đúng không? 64 là 0 1 0 0 0 0 0 0 à, bit thứ 6 bằng 1, tất cả các bit còn lại bằng 0. Thì lệnh này nó ghi cái địa chỉ à, AC nó trổ vào cái CGRAM là tại vị trí cái từ đầu tiên, cái byte đầu tiên của cái từ đầu tiên. Như vậy cái lệnh này là trỏ con trỏ AC đến byte đầu tiên của cái ký tự đầu tiên, còn phía dưới 72. Tại sao lại 72? Đây là ký tự thứ hai. Thì này, mỗi ký tự nó có, nó được cái phông chữ á, nó gồm là 8 byte. Cho nên ký tự thứ 0 cho đến ký tự thứ 2 nó sẽ cách nhau là 8 đúng không? 72 trừ 64 là 8 đó. Còn cái vòng lập for này thì giống nhau thôi. Vòng lập for nó chỉ ghi lần lượt cái byte của cái ký tự vào vị trí hiện tại, sau đó tăng lên 1 à, ghi cho đến vị trí kết thúc. Sau đó đưa con trỏ về đầu cái màn hình lại và xúc ký tự ra tại vị trí hang, vị trí cột nào đó. Thì hôm trước mình nói cái hàm LCD cha này, cái tham số thứ ba của nó là mã ASCII của cái ký tự mình muốn xúc ra. Ví dụ chữ A có mã là 65, còn ở đây nó là số 0 và số 1. Thì số 0, số 1 chính là địa chỉ của cái bài của cái vị trí ký tự đầu tiên nè. Các bạn thấy 4 bit thấp nó là 0 0 0 0, 4 bit cao chứ là 0 0 0 0, 4 bit thấp cũng là 0 0 0 0, cho nên địa chỉ tại đây sẽ là 0. À, tương tự như vậy địa chỉ tại đây sẽ là 1 2 3 4 5. À, còn chữ A nó được đặt tại vị trí này cho nên mã của nó là 65. Ồ, là gì? 0100001. À, người ta cố tình đặt trùng, đặt trong cái bảng địa chỉ cho nó trùng với lại các ký tự trong bảng mã ASCII luôn. À, bây giờ các lệnh đã rõ rồi, mình tiến hành mình sửa lệnh rồi. Cái ký tự đầu tiên mình đặt tên cho nó là rectangle no fill hả? Chà,
cái từ thứ hai mình sẽ đặt tên lại cho nó là tên Gocha thôi, à, mặc định thì nó là fill, còn Vino fill thì là rỗng. Bây giờ mình sẽ viết một cái hàm để đặt hai cái từ này vào trong cgram, đặt vào thôi chứ chưa có xuất ra, cho nên mình đặt tên cho nó là load Gocha to cgram. Thì cái đam số đầu tiên là cái vị trí mình muốn đặt vào vị trí thứ mấy, nó là ký tự thứ mấy trong mảng cgram. Cái thứ hai là một cái mảng trỏ tới cái mảng phông chữ ha, cái mảng phông chữ. Rồi để nó tương tương tự giống như là cái hàm này, mình copy một số lần. Ở đây cái vị trí của cái bài đầu tiên của phông chữ nó sẽ là 64 cộng cho b là nhân cho 8, tại mỗi cái từ nó có mã bao gồm 8 bài. Nếu mà mình đặt vào cái ô đầu tiên thì b của mình bằng 0 đúng không? 64 thì nó sẽ ra là lệnh xem LCD xem MD64 của cái hàm này. Còn nếu B của mình bằng 1, mình đặt cái chữ này vào cái ô thứ thứ 1 thì 1 cộng nhân cho 8 sẽ ra là 70, à sẽ ra là 8 cộng cho 64 sẽ ra 72. Cái đoạn này thì mình sẽ xúc CHR thứ gì tên ho, và hai cái hàm này mình bỏ đi. Thì cách sử dụng cái hàm này như sau: đầu tiên các bạn muốn xúc ra cái từ thì các bạn phải load, tạo cái từ mới trong cgram, mình load to cgram. Vị trí thứ không mình sẽ load cái hình chữ nhật rỗng, tương tự như vậy load. Vị trí thứ một mình sẽ load cái hình chữ nhật đặt kia. À, muốn xúc nó ra thì mình xúc nó giống như ký tự bình thường này, LCD cha. Ví dụ tại vị trí hàng thứ nhất, cột thứ nhất, mình xuất cái hình chữ nhật mình xuất cái hình chữ nhật rỗng ra. Chú ý là số 0 này tương ứng số 0 đây. Mình xuất ở dòng thứ hai, cột thứ nhất là hình chữ nhật đặt, thì mình xuất là biên dịch không có lỗi gì hết, chạy chương trình thử thì các bạn thấy dòng thứ nhất là hình chữ nhật rỗng, dòng thứ hai là hình chữ nhật đặt. Nếu các bạn muốn tạo thêm nhiều ký tự mới nữa thì các bạn chỉ cần dùng cái công cụ LCD custom character, các bạn tạo ra cái phông chữ, sau đó các bạn copy dán cái bài, những cái mảng chứa các bài của phông chữ vào đây, đặt cho nó một cái tên, rồi các bạn load nó vào cgram tại một vị trí nào đó, rồi các bạn có thể xuất nó ra trên màn hình như bình thường. À,
video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.